Xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai ra giường để chia sẻ với các bạn là những cái dây bầu và bí của mình đã leo lên vàng và có trái rồi nha các bạn. Thì đây là dây bầu của mình. Đó. Nó mỗi nấc lá có một trái nha các bạn. Đây là cái nấc lá nè, có thòng xuống một trái, rồi kế bên là thêm một trái nữa đó các bạn. Đó, thì hôm nay nó đã leo lên vàng rất là nhiều đó các bạn. Nhìn thấy ở trên nóc vàng là cái nó có rất là nhiều nha các bạn. Đó, ở trên cái đầu trái đó có cái hoa, khi mà nó rụng cái hoa xuống thì là chứng tỏ là nó đậu rồi nha các bạn. Thì mình đếm được gần 20 trái nhưng mà còn nhỏ như thế này các bạn. Đó, mình sẽ kéo cái lá này xuống cho các bạn xem nó ở trên vàng. Đó, trên vàng các bạn nhìn thấy không, nó đầy nhóc ở trên vàng luôn, mà ở trên cái đầu nó còn cái hoa, mà cái hoa nó héo rồi đó các bạn. Đó, thì bây giờ mình thăm chừng mỗi ngày để xem coi có con cái con rùa vàng không các bạn. Nếu mà có con đó thì mình phải lấy bọc, mình bọc lại, không thôi thì nó chích một cái là cái trái bầu của mình nó đèo luôn các bạn, nó sẽ hư luôn và nó sẽ trở thành màu vàng và nó rụng các bạn. Cái giống bầu này là bầu sao nha, mà sao mình thấy nó chưa có bông các bạn. Đó, nó còn màu trắng như thế này, không biết khi nó lớn lên nó có bông hay không. Đó, thì mình cũng thấy nó lấm chấm màu xanh đậm rồi đó các bạn. Đó, thì người ta nói cái bầu sao này ăn rất là ngon và ngọt, trái dài, bầu sao trái dài các bạn. Thì bầu sao của mình với bí đỏ nó cũng leo lên vàng và có trái rồi. Đây là trái bí đỏ của mình nha các bạn. Đó, cái trái bí đỏ này người ta giống là giống bí đỏ rạch giá nha các bạn. Nó rất là sai trái. Mình có người chị bạn cho hạt giống đó, nên mình ươm trồng thử xem nó như thế nào nha. Cái trái nó tròn tròn và sọc trắng, ăn rất là ngon. Nó gọi là bí hai da, tức là khi già thì ở ngoài nó ở ngoài thì màu xanh, mà ở phía trong mình gọt ra thì có màu vàng, thêm một lớp vỏ màu vàng nữa các bạn, gọi là bí hai da các bạn, bí đỏ hai da. Đó, ở phía dưới có một trái nữa nè các bạn. Người cho hạt quảng cáo là nó rất là sai quả nha. Đó, trái tròn tròn như thế này, khi lớn thì người ta nói nó cũng tròn, không có dẹp lại nha các bạn. Đây, mình mới phát hiện ra thêm hai trái bầu nữa các bạn, ở trên vàng. Hồi nãy đằng kia mình thấy, bây giờ mình phát hiện ra thêm hai trái nữa. Các bạn nhìn thấy cái bông màu trắng ở trên cái đầu của nó đó, rồi ở trên nóc đó có thêm một trái màu trắng nữa đó các bạn. Đó là bầu sao. Còn bí đỏ này là bí đỏ rạch giá hai da. Ăn rất là dẻo và ngon nha các bạn. Thì cái mình trồng như thế này, dây bí, dây bầu, dây mướp nó mọc lẫn với nhau. Chừng nào mà nó có trái nó thòng xuống thì mình mới biết đó là trái bầu hoặc trái bí hoặc trái mướp các bạn. Bây giờ nó bò lẫn vào nhau nên mình thấy lá của nó đó
giống giống nhau không phân biệt được, nhưng mà khi mà mình rờ cái lá bầu thì lá bầu nó dày, lá bầu nó dày và nó mịn, như có một cái lớp lông vậy đó các bạn. Cái lá bầu thì nó tròn, nó tròn, nó không có khía. Còn cái lá mà bí đỏ thì nó mỏng hơn đây, và nó nhám các bạn. Đây, mình rờ thì mình thấy nó nhám, nó cũng tương tự giống như lá bầu, nhưng mà lá bầu thì lớn hơn, dày hơn, mịn hơn các bạn. Nó mọc chung như thế này đó, thì người ta nói bầu với bí mướp chung vàng không có sao hết các bạn. Tụi nó mọc bò đi, cái ngọn nào mà nó bò đi trước thì nó có chỗ trước các bạn, còn cái nào mà nó yếu hơn thì nó sẽ bò thấp hơn các bạn. Nhưng mà tùy theo mình bỏ đất, phân đất đó, tốt thì cái dây nó tốt, tại vì khác chỗ trồng các bạn. Như mình trồng khác thùng thì nó ăn phân đủ thì ở phía trên nó vẫn tốt như thường, mặc dù nó bò lẫn lộn ở trên vàng các bạn. Đó. Thì ở chỗ này mình đếm được gần mười mấy trái các bạn, rồi nó leo qua cái vàng bên kia nữa. Đó. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn là những dây bầu ví mướp của mình nó đã leo lên đến vàng, và nó đã cho bông và trái rất là nhiều, nhất là bầu. Mỗi nếp lá thì cho một trái các bạn, nhưng mà cái trái còn nhỏ vậy đó, cũng chưa chắc ăn các bạn. Nếu mà không có con ruồi vàng lại phá thì mới chắc ăn, còn hễ con ruồi vàng với lại những cái con côn trùng, con bù xích này kia đó các bạn, nó lợi nó chích thì cái trái của mình nó bị hư nha. Nên Quỳnh Mai mỗi ngày đều ra xem coi có những cái con nó bay lẩn quẩn theo những cái hoa bí, hoa bầu hay không, hoặc là xem coi trái có trái nào bị chích một lỗ không là mình biết tụi đó xuất hiện. Và mùa nắng á các bạn, là côn trùng mà phá hoại cái mùa màng như thế này nó xuất hiện càng nhiều các bạn, tại trời nắng là côn trùng xuất hiện à. Nên mình phải theo dõi, rồi mình có thể xịt đó các bạn. Các bạn cũng có thể xịt thuốc mua ở lô, hoặc là tự chế ra xịt. Thuốc đó người ta chế cho mình cũng không có độc hại với sức khỏe của mình. Nếu mà mình theo liều lượng ở trên cái hộp, trên cái chai mà mình mua các bạn. Nhưng mà tốt nhất là nếu nó có tụi nó xuất hiện thì mình bọc các bạn. Ở bên Việt Nam bây giờ trái cây người ta cũng dùng bọc ni lông bọc lại, rồi khổ qua bầu bí đều bọc lại hết các bạn. Mình thấy cái bọc đó, thì cái dồi của những cái con đó nó chích vào không có lủng qua cái bọc, nên bảo vệ được cái trái đó. Ở phía trên là mình cho bầu bí mướp rồi đậu rồng leo. Ở phía dưới vàng thì mát thì mình trồng rau má, cải bẹ xanh các bạn. Nghĩa là mình lợi dụng không gian với lại dưới đất luôn các bạn. Vừa lợi dụng cái ở trên là mình cho nó bò cho mát, rồi ở phía dưới mình trồng những loại
rau cải mà nó không có thích nắng đó, đó thì mình để ở phía dưới cho nó mát, mình khỏi giăng giải. Còn chỗ nào mà mình trồng cái rau sống thì mình phải giăng cái giải mà chống nắng các bạn. Đó. Năm nay thì khí hậu rất là nóng, có ngày mà nóng đến 105 độ nơi Quỳnh Mai ở nha. Nên mình tưới nước một ngày 2 lần, sáng sớm và chiều tối các bạn. Và cái sức nóng nó cũng ảnh hưởng tới cái trái của mình trồng các bạn. Nóng quá cái trái mình nó không được lớn như mỗi năm. Ngay chỗ Quỳnh Mai đứng là mình đếm được mười mấy cái bầu ở trên vàng đó các bạn. Vậy thì hôm nay Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn là ở trong vườn rau của Quỳnh Mai thì những cái dây bầu bí mướp, khổ qua, đậu rồng đều leo, tất cả đều leo lên đến vàng hết nha. Rồi bầu bí mướp thì có trái rồi. Nhất là bầu có trái rất là nhiều nha các bạn. Mai mốt bầu lớn mình sẽ review cho các bạn xem cái bầu dài cỡ chừng nào nha. Bây giờ thì nó nhỏ cỡ ngón tay trỏ thôi các bạn. Và những cái trái cỡ ngón tay trỏ thì rất là nhiều. Đó. Vậy thì video hôm nay tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.